kết nối đến giám đốc Viettel thôi. Sếp ơi, em hỏi chút, mấy cái wifi trong này là lắp không mất tiền à? À, tức là đây là chính sách gì đấy? Đây là chính sách gì đây anh? Đây là chính sách gì đây anh? À, viện thông công ích à? À, đó, để em hỏi xem. Tại vì em thấy ở trong này nhiều thế, thảo nào em tưởng... Tưởng đại ca Hữu làm kinh thế. Đi xe đăng điền đi chị cho. Vâng. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ đi lắp cái đường wifi miễn phí. Đây là cái đường đường wifi không đồng, dùng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực miền núi ấy. Đây là chính sách hỗ trợ của bên Viettel. Thảo nào mà đợt này ở trong này rất nhiều nhà lắp đặt. Đây, cột tre. Đây, cột này phục vụ cho mấy nhà rồi. Cầu đi xeo đăng điện hả hai? Hắn bơ một cầu lại bữa ngày nè. Hắn bơ cái dây cầu lại bữa ngày nè. Ờ, đi xeo đăng điện đi. Những cái thuê bao mà không mất phí hàng tháng như này thì các hộ gia đình phải có giấy tờ chứng nhận về hộ nghèo này, gia đình chính sách thì mới được mọi người nhá. Chứ không phải là gia đình bình thường khác mà được. Đây là không biết là cái chế độ gì mới lại được lắp đặt như này. Đấy, kéo lên cả mấy cái cột tre này. À, đây cột gỗ. Bên này tí nữa lại không treo lên được. Treo lại sang bên kia.
hôm nay là đợi mấy thuê bao cho nên cầu cứ đi sẵn này bông ấy nên là nó đua ném qua đứa mà ném chéo thì mới là họ kéo cầu cái đi sẵn nên là... Ô, cầu cứ ướm mà ngó nó đi sẵn tới nó hay đi đó. Cái này là lắp cho hồ nghèo. À, hồ nghèo à? Ờ. Thế có chắc là... Thì bạn lên hỏi. Thế là hỏi hay... Chắc là hồ nghèo hay ăn kiểu bọn. Ăn là vậy phải miễn phí đấy. Nè, cậu lấy mà lấy đai này. Lấy đai cái em nằm xuống sốt cột đấy. À cậu cầm cái kim đây này. À cái em anh đớn đi thôi chồng. Thảo nào mấy đợt này ở đợt trong này rất nhiều nhà lắp đặt. Hóa ra đây là cái chính sách mới của Viettel cung cấp cho khách hàng. Để tí gọi cho giám đốc hỏi xem đây là chương trình gì. Kéo hai dây khác hướng như này khó kéo phết. Kết nối đến giám đốc phần 1691. Thuê bao này là thuê bao không đồng một tháng. Không, khách hàng không phải trả bất kỳ một cái đồng nào anh em ạ. Để hỏi xem đây là chương trình gì nhỉ. Cái tủ cáp này thì được 3 nhà rồi. Đây 2 nhà nữa đây. 2 nhà nữa thành thành 5. Khi mà mọi người bện dây nhé, mọi người ở đây nó có một cái lớp cường lực với một cái lớp gọi là lớp dây thịt. Mọi người tách cái dây cường lực này nhá. Tầm khoảng độ 1 này, 2 này, 3 này. Tầm này là được. Đấy, mọi người bện dây. Mọi người lưu ý là khi bện thì mọi người để gần cái những cái mắt này phải nó đan nhau như này. Nó phải đều. Thứ nhất là đều này. Thứ hai nó là nó không được xa, cách xa quá. Cách xa thì cái độ chắc của nó không cao. Hai thuê bao kéo cũng khá là nhanh. Đây, xong mọi người tuần qua đây.
là xong. Mọi người nhìn xem cái đầu dây này nó vừa chưa nhá. Đầu này thì vừa rồi. Vừa. Vừa đẹp đấy. Kết nối đến giám đốc Viettel. Sếp ơi, em hỏi chút, mấy cái wifi trong này là lắp không mất tiền à? À, tức là đây là chính sách gì đấy? Đây là chính sách gì đây anh? Đây là chính sách gì đây anh? À, viễn thông công ích à? À, đâu, để em hỏi xem. Tại vì em thấy ở trong này nhiều thế, thảo nào em tưởng... Tưởng đại ca Hữu làm kinh thế. Vào lắp thì toàn. Vâng, vào lắp thì toàn thấy những cái hộ mà nó hơi dầu. Thì ấy thôi. Nổ thì nổ thôi. Nhưng mà phải anh phải bố trí làm theo từng 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 xóm ấy, không ấy thì không kịp. À, Vina cũng có chương trình này à? Vâng, thì anh xem bố trí lắp cho nhà em mấy cái vào cũng được. Em cũng để em xin thôi. Vâng, ok. Đây gọi là chương trình viễn thông công ích. Đấy, theo như lời giám đốc thì đây là chương trình viễn thông công ích. Những hộ mà gia đình mà nghèo này, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiếp cận đến cái internet. Thảo nào mà anh thấy bảo bọn nó đấu có độ tầm 30 cái. Chưa thấy đấu này. Này. Đeo bền đôi luôn đó cậu ạ. Đeo bền đôi dây luôn. Ui giời. Sếp làm nhanh lên cái. À, báo việc. Cậu phải ơ lại cả bên rồi này. Cậu phải quay lại cả bên rồi, bên nó mới hề này. Người về đây xin may áo cưới. Ở trong này thì đa phần là những cái cột như này mọi người. Cột như này vẫn kéo. Đấy. Vẫn kéo bình thường. Đây. Căng nhỉ. Không thấy có cái cột kéo gì.
Đây hình như là cái cần cầu. Mượn tạm một tí. Mấy cái cột này thì mọi người là không trèo được mọi người nhá. Cho nên cứ chọc dây qua như này thôi. Chọc dây theo cái đường dây điện ở đây. Ở đây thì mình không nên kéo căng, kéo vượt tầm. Đấy, thế là gần xong rồi. Đường nó hơi khó đi một chút. Vòng vòng cho nó một cái như này. Đấy. Chị ơi, chị đưa wifi nào cho. Ô điện nó chị, ô điện nhá chị nào. À à, cả bên ạ.
ấp nơi cầu công liệt thang buộc linh chít linh mãi hai. Với quê anh, nơi đây có dòng sông cầu. Bây giờ sẽ ra ngoài này để bấm lại cái đầu phát. Đầu phát connect. Cái lúc mà kéo dây ấy, thì anh em cứ mọi người cứ tự cứ lưu ý là nên mang mỗi kìm thôi để mình đi làm cho nó cơ động. Bây giờ mình mới ra ngoài này để bấm. Kéo hai dây liền một lúc như này thì cái số to thì là nhà đầu tiên. Số nhỏ thì là nhà thứ hai kia. Đấy. Tí mình sẽ đánh nhãn. Vâng, bà. Tên nào? À, có chị đâu? Cho nó vào được này. Còn xa lấy có cái bút mà ghi cái nhãn. Bọt này bọt thật tâm. Hộp mơ hào mơ bảy.
Alo. Alo. Ơi. Đúng rồi. À, chị ở cái xưởng gỗ đấy à? À, vâng, để tí em bảo anh em nó kiểm tra lại cho. Vâng. Vâng. 12, 11, 12, 17. Port số 5. Vâng. Chỉ số cáp. Ba ba tám. Dây điện nhà khách cũng hơi lòng ngoằng nhỉ. 338. Còn đi lỗ rồi. Ừ. Có xa kéo dây xa này. Kéo kéo căng dây sao đây, đây cậu. Kéo căng cái dây sao nó. Ok. Bây giờ là thử test cái dịch vụ cái gói hộ nghèo này xem tốc độ nó đạt bao nhiêu nhé.
giống gói nét 2 luôn. Ây da, kinh thế. 200 mê mọi người ạ, 200 mê. Cái này dùng có mà mát, mát máy luôn. Đặt tên wifi, đây là mật khẩu wifi đó. Cho này là mật khẩu đây. Một chín hai chấm một sáu tám chấm một chấm một admin. Có bao nhá, nó bấm đâu phát đấy nha, cái này anh à, anh à, đặt xin wifi đấy chị, bấm mật khẩu á. À, anh à, phải nhanh nhỉ? À nhé anh nhá, nhân đi là vù đấy chứ, đó là bùi vù đi chứ, mật khẩu bấm 1.9 đi, 1.8 đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 rồi, ok. Sếp không đấu nhà kia đấy à? Nhanh nhịn. Ui giời, sao cái này đấu lâu thế? Ừ. Kéo hết hết rồi, nhanh lên cho em hai người cơ mà. Để em còn ra ngoài chứ. Không, là để xem đã, bởi vì cũng chưa tình hình như nào đã, có gì báo sau nhá. Nhưng mà ở dưới xóm chấu này là có mấy nhà? Còn xóm ở bên ngoài kia, xóm thấu ấy, xóm chấu ấy. Ok. Rồi nhá. Và vâng. Rồi rồi, thế anh đấu cho em đi, để em ra ngoài với bọn nó phát. Về với quê anh, nơi đây có dòng sông Cầu. Vào ngày hồi lim. Hòa bình ơi, tình yêu em như sông biển rộng. Ây, nó mà sụ úm đi.